Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ơn Rời Cầu đây rồi, đã trở lại với những tình huống sâu cay nhưng lắng đọng, những câu chuyện hài hước và bất ngờ. Hơn 60 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng với những trưởng phòng Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Hồng Đào và giám khảo Hoài Linh. Hãy thả chặt cuối tuần cùng Ơn Rời Cầu đây rồi. आजा जिंदे शाम आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। लगती लगती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोई लो पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूंकों से राजा जिंदे शामी गाने के तले आजा quý vị khán giả đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình, danh hài Xuân Bắc. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đang đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được sự đồng hành bởi Tôn Đông Á. Bây giờ không khí trong trường quay đã rất sôi động, đặc biệt là khi xuất hiện của bốn vị trưởng phòng của chúng ta. Và chúng tôi luôn nhận được những tràng vỗ tay nhiệt tình để ủng hộ các vị trưởng phòng rất đáng yêu, rất khó tính, rất dễ thương. Đó chính là Trường Giang, Trấn Thành, nữ nghệ sĩ Hồng Đào, nghệ sĩ Tự Long. Thưa quý vị, và bây giờ một tràng vỗ tay thật lớn cho Xuân Bắc. Chị ạ, là bởi vì thế này, lâu rồi mà em cứ giới thiệu mọi người mà chả ai giới thiệu em cả, em buồn quá. Chị có chia buồn với em không? Nhưng mà em giới thiệu em cuối cùng mọi người chỉ thấy là vỗ tay lớn nhất, còn muốn gì nữa, đây là phần thưởng hết sức là xứng đáng với em rồi. Bây giờ chị vỗ tay thêm lần nữa này. Cảm ơn chị Hồng Đào rất nhiều. Chị luôn dành cho Xuân Bắc những cái sự yêu ái đặc biệt. Còn Trấn Thành, chúng ta đã đi được một chặng đường của Ơn Rời Cậu Đây Rồi của mùa năm nay. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Dạ, em sẽ còn phải đi một chặng nữa. Không làm toán. Ở đây tôi hỏi cảm xúc mà là sẽ phải là sao? Dạ, cảm xúc của em là cảm thấy là mình đã đi một chặng rồi, nên mình cũng cảm thấy mình sẽ phải đi một chặng nữa. Xin cảm ơn Trấn Thành. Tôi hỏi Trường Giang, cảm xúc của bạn thế nào khi mà Trấn Thành đã đi được một chặng đường mà còn phải đi một chặng đường nữa? Dạ, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn rất là nhiều. Để tôi hỏi người bạn thân thiết của tôi đây này. Xin hỏi nghệ sĩ Tự Long, anh thấy thế nào khi mà Trường Giang lại trả lời sai câu hỏi? Có thể là do anh ấy không tập trung hay là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý với Trường Giang và Trấn Thành. Làm như chúng phòng không ai ưa MC. Không, còn chị Hồng Đào với anh em. Thôi được rồi, thế này, tôi hỏi quý vị, quý vị thấy thế nào? Nếu vui thì quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng, bốn vị trưởng phòng đã sẵn sàng rồi, chúng tôi đã có một cái phần nói chuyện hết sức thú vị. Và đương nhiên, những phần thú vị hơn đang chờ đợi quý vị ở những phần tiếp theo.
Còn bây giờ chúng ta tạm biệt các trưởng phòng, họ vào trong chuẩn bị cho phần đưa ra thử thách của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, những khách mời trong chương trình hôm nay là ai? Họ là những người rất nhanh nhẹn, họ là những người rất thông minh. Họ sẵn sàng đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để đón chờ họ. Xin mời! Nhạc sĩ ca sĩ Xin Luân, Huy Diệu, Jun, Lý Linh Nguyễn. Jun thân mến, bạn có hay theo dõi chương trình không? À dạ có, em là một fan hâm mộ của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nếu bạn là một fan hâm mộ thì chắc hẳn là một cái phần đầu tiên ấy, rất quan trọng bạn không để ý. Đấy là tôi là người dẫn chương trình, tôi đứng giữa và bao giờ nếu mà có hai nữ khách mời thì họ sẽ sang đây đi em. Ồ, anh liếc thôi, liếc là việc của anh, còn đối xử với cái liếc đấy thế nào là quyền của em nhỉ. Thưa quý vị, Jun đứng ở đây thì tôi cũng đã hơi mất bình tĩnh rồi, bây giờ Lily Nguyễn đứng ở đây làm tôi cảm thấy nó bị nhục quá. Anh Hoài Linh, chưa đến phần giới thiệu của anh, vừa nãy em đã nhục rồi. Không, bây giờ anh thấy là bắt đầu nhục nhục rồi đấy. Vừa nãy em đã nhục rồi nhưng chưa nhục hết cỡ. Anh thấy sau khi em nhìn Lily xong rồi em lại thở mệt nhọc rồi, tại vì em phải ngước lên em nhìn ấy. Cái cổ em nó mệt. Không sao, anh cảm nhận thế thôi nhưng em chả thấy nhục gì cả. Em thấy bình thường, em vẫn chịu được. Lily Nguyễn. Đấy, bắt đầu máu nhục lên rồi. Không sao. À, đứng thế này mà hơi mỏi thôi, không sao. Thôi anh dướn thôi, em đừng dướn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ở đây chúng ta thấy có một người đã tham gia chương trình rồi. Em thì tham gia vào mùa đầu tiên. Thì lúc đó thì hầu như chương trình rất là mới, thành ra em cũng không biết nội dung là gì. Lần này thì mặc dù là đã biết nội dung rõ ràng là gì nhưng mà vẫn hồi hộp và căng thẳng lắm. Biết nội dung là gì? Ý em nói là đã biết cái mô típ của chương trình là như thế nào, là tất nhiên là hoàn cảnh là mình không hề biết gì hết, cho nên đang rất là căng thẳng, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với em đây. À, bạn Diễm đến đây với tâm thế của người đã biết rồi anh Hoài Linh ạ. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi lại với những cái khó khăn mà trưởng phòng đưa ra. Để tôi hỏi Sĩ Luân, cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Tôi thấy từ nãy bạn lúc thì cười, lúc thì mếu, lúc thì tỏ ra lo lắng. Cảm giác bây giờ là bị hoang mang trở lại. Thì lần trước anh Xuân Bắc có dặn là em sẽ là hoàng tử và em được mặc đồ hoàng tử, nhưng sau đó vô phòng là bác sĩ chích chó. Nhưng mà không biết cái đợt này là phát cái đồ gì và sẽ là ai ạ? Tôi đã nói rồi, đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi thì có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi tất cả chúng ta. Đầu tiên chính là chờ đợi những khách mời. Và ở đây tôi cũng không thể quên giới thiệu một ca sĩ, một diễn viên mà đặc biệt được các bạn trẻ yêu mến, đó là Jun. Trong bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể thì bạn đóng một cái vai rất là ấn tượng. Đấy là vai gì? Dạ, đó là vai thuần nô, vai thái giám trong cung ạ. Đóng thái giám thì khó khăn gì không? Dạ, thực ra thì khi mình làm diễn viên thì có trà chi sờ đâu anh, thì vô thì mình chơi thôi ạ. Sao em biết là anh chuẩn bị hỏi em mà em phải vuốt tóc một cái? Tại em bị rụng tóc, tóc con nhiều quá cho nên phải vuốt cho nó đi xuống. Hôm nào gặp anh nha, nhà anh bán thảo dược mọc tóc nhé. Thưa quý vị, phần giao lưu ban đầu nhằm một mục đích, chúng ta hòa thành một nhịp để đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi, để cho những khách mời của chúng ta họ thực sự bình tĩnh để đến với những phòng thi. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, khách mời họ sẽ phải vượt qua những thử thách của trưởng phòng. Ai là người vượt qua xuất sắc nhất, đem lại tiếng cười cho quý vị khán giả, người đó sẽ nhận được chiếc cúp hình chiếc cánh cửa. Em có thể cầm luôn. Rồi, em Lily Nguyễn, em cầm đi. Sợ lắm. Sao sợ? Em đừng cảnh giác với anh như thế. Em cầm thử, nặng hơn hẳn. Lần trước em cầm thử rồi. Dạ, lần trước chưa có cơ hội cầm. Thôi thì lần này em khỏi thi cho em cầm về luôn nha. Vâng, để những khách mời của chúng ta họ bình tĩnh hơn và để tôi thông báo người chơi ở vị trí đầu tiên. Người chơi mở cánh cửa đầu tiên luôn luôn là người... Lần trước anh cũng nói con này và anh chỉ chúng em ạ. Nên em phải đi xa một chút ạ. Và hôm nay, người tôi chỉ đó là Sĩ Luân. Bạn
thấy thế nào bây giờ mới là cảm xúc đấy. Em thấy chương trình này là một chương trình hại nghệ sĩ cực kỳ. Và riêng hại mấy đứa hiền như em hả? Không hề, bạn yên tâm. Một tràng vỗ tay để Sĩ Luân vào trong chuẩn bị mở cánh cửa của mình. Rõ ràng là mình nói mời Sĩ Luân mà. Gian ở đấy. Đúng là tôi bế tắc liên tiếp. Trong những số gần đây tôi luôn gặp phải tình huống bế tắc. Và bây giờ tôi sẽ phải nhờ cậy tài năng của một người anh, chính là giám khảo Hoài Linh trong chương trình. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho trưởng phòng số 5, giám khảo Hoài Linh. Anh Hoài Linh thân mến, em phải nhờ đến anh để anh giúp cho em thoát khỏi thế bế tắc này. Anh có sẵn sàng không ạ? Em hỏi anh cái gì? Em hỏi anh là anh có sẵn sàng giúp đỡ em để em vượt qua bế tắc nếu như một ai đó hại em không? Mà thôi anh đừng trả lời nữa, em biết kiểu gì anh cũng hại em nhiều hơn người khác. Thưa quý vị, giám khảo Hoài Linh chính là trưởng phòng số 5. Và bao giờ cũng thế, khi xem đã đủ cùng với quý vị đang ngồi ở dưới, giám khảo Hoài Linh sẽ là người nhấn chuông. Chuông sẽ kêu, tiết mục sẽ dừng lại. Và rồi, qua 4 cửa, đặc biệt là phần thi thứ 5, chúng ta sẽ có một sự tổng kết. Người đưa ra tổng kết đó chính là giám khảo Hoài Linh. Và người nào tốt nhất, hay nhất sẽ nhận được chiếc cúp hình chiếc cánh cửa. Xin mời giám khảo Hoài Linh, anh sẽ nhấn chuông để kiểm tra. Chuông đã tốt. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng chính thức bước vào cánh cửa đầu tiên của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nhưng trước hết chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và đương nhiên, bây giờ là lúc chúng ta cùng xem người mở cửa phòng đầu tiên đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Rất lâu rồi thì Luân mới tham gia trở lại những chương truyền hình. Và dĩ nhiên là muốn có một cái gì đó nó vui. Hy vọng là lần quay trở lại này quý vị sẽ cảm thấy một sự bất ngờ từ diễn xuất của Thi Luân. Đến bây giờ thì vẫn nhớ là cái phòng mình tham gia là phòng của Trường Giang với Chí Tài. Trước đó thì được Trường Giang mồi cho một cái là Thi Luân là hoàng tử. Sau đó vào trong đó thì mới bị lòi ra mình là bác sĩ cái chó. Nó thay đổi về tâm lý đột ngột quá là mình bị đơ. Càng bị Chí Tài ép, Trường Giang ép thì là lại càng làm cho khán giả cảm thấy hứng thú. Và Luân cảm thấy là chương trình có rất nhiều thử thách. Chúng mình là những nghệ sĩ thì không biết là ban tổ chức sẽ hại ca sĩ vào phòng nào. Và dĩ nhiên là luôn luôn là muốn chọn cái phòng nào mà nó ít bị hại nhiều nhất. Ơn Trời Cậu Đây Rồi để giúp cho các nghệ sĩ xử lý tình huống nhanh và khéo léo hơn. Đặc biệt là những cái mà nó thuộc về yếu điểm của nghệ sĩ. Ví dụ như là bị đâm vào một cái nỗi đau nào đấy, hay là bị chọt vào một cái thế mà không thể gỡ được. Mùa 3 này quay lại thì luôn hy vọng là sẽ tăng được khiếu khả năng xử lý. Và dĩ nhiên là tâm lý được chuẩn bị từ nhà. Mà chúng mình vô phòng của ai chưa biết bị hại nữa thì không rõ. Chúng em là những nghệ sĩ nghèo và rất khổ. Và đặc biệt là đâu có khiếu diễn xuất đâu. Thì hy vọng là các vị trưởng phòng hãy cho chúng em con đường sống. Và xin được chúc các trưởng phòng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình, mang lại tiếng cười cho tất cả khán giả Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Ca sĩ Sĩ Luân đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng mở cánh cửa đầu tiên. Xin mời. Lần thứ hai tham gia chương trình, yeah. Tôi thấy bạn vẫn có vẻ đầy lo lắng và băn khoăn. Bạn là người mở cánh cửa đầu tiên, yeah. Đương nhiên rồi, chúng tôi đánh giá bạn là người có kinh nghiệm nhất. Bạn nghĩ rằng bạn mặc bộ này sẽ vào vai gì? Với bộ đồ này thì không thể là con ma được. Đúng. Với cái tóc này phải là một thi sĩ thời nhà Nguyễn, chắc chắn là như vậy. Bạn làm thơ về giám khảo Hoài Linh xem nào. Ánh trăng vàng trên bầu trời ngơ ngác, anh Hoài Linh đứng lác đác đâu đây. Anh Xuân Bắc thì lấp la lấp ló, chị Sĩ Luân tỏa sáng nhất nơi này. Có vẻ được đấy, thi sĩ của chúng ta đã sẵn sàng. Nhưng thưa thi sĩ, dạ. Mở cửa ra hoặc là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Đây là đạo cụ tôi trao cho bạn, một chiếc roi. Thi sĩ cầm roi thì biết rồi đấy. Vậy nghĩa là em không phải là thi sĩ mà là thầy giáo. Tôi là gì mở cửa vào rồi không biết. Bạn bình tĩnh, tôi sẽ mở. Nào xin mời vào đây. Mời thi sĩ vào đây. Ủa như đây là trường học à? Thì ra nó lừa em nữa rồi. Nó kêu em thi sĩ mà. Thi
chúc may mắn và an toàn. Chúc anh hạnh phúc. Đây là cậu. Ông rồi, người là thằng chăn ngựa. Hôm nay chăn ngựa thế nào? Có con nào ốm không? Dạ, tất cả đều khỏe. Tất cả là có bao nhiêu con, đếm kỹ chưa? Hiện tại nơi này có 2 con. Đưa cái roi chăn ngựa đây. Dạ. Lại đây. Con lại để làm gì ạ? Lại đây. Dạ, con quỳ hay con nằm ạ? Quỳ xuống. Người biết đây là đâu không? Theo con dự đoán, đây là một cái ngục tù. Thì ai cho luôn ngựa hả? Luôn ngựa kiểu gì? À, nhà tù mà luôn ngựa kiểu gì? Ai biết à? Dạ, vậy là con là trưởng trại hay là chú là trưởng trại? Nghe kỹ đây, ngựa ở trong tù là kiến đấy. Đi chăn ngựa là chăn kiến đấy này. Ngựa là kiến? Ngựa là kiến. Giờ là ở tù lâu quá, cái não nó bị lung lay. À, ngựa với kiến bằng sai với nhau. Đúng. Này. Dạ. Ngươi là tù nhân mới được chuyển vào đây. Còn ta, đại ca của phòng này. Nghĩa là cái người vô tù lâu nhất và không được ra. Đúng. Là bị chung thân đó. Nhưng mà chú tên gì ạ? Ta là đại ca. Ở trong này tất cả đều phải gọi ta là cá đại cù. Là đú. Đú là cá đại cù, là cú đại ca. À, cú đại ca. Ta chính là cú đại ca. Nhưng mà trong tù là con thấy là người ta hay gọi là đại bàng chứ sao là đại ca? Đại bàng chưa là gì, cú mèo mới là nhất. Ghê vậy à? Nghe hỏi đây. Dạ. Ngươi tên gì? Con tên là Cú Bự Tèo. Tại sao ngươi lại phải vào tù? Dạ, con cũng chưa biết tại sao vào tù, nhưng mà tự nhiên vô tù thôi. Mau khai thật ra. Còn lý do nào khác khiến ngươi phải vào tù? Cướp của. Cũng ghê đây. Siêu hình kinh khủng hơn ta tưởng. Tiểu bối, không ngờ ta lại gặp ngài nữa đây. Ờ, không sao. Trời ơi, khách sáo, ngồi xuống đi. Trời mình ơi. Nhận chức rồi. Lê chức. Đã đùa vậy mà người tưởng là thật đấy à? Hả? Người biết quy luật ở cái phòng này vào phải làm gì không? Dạ biết. Tù nhân mới, quỳ xuống. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Dạ, đang thở. Ta sẽ dùng hai tay của ta, ép hai tay vào đây, thông tay. 3 ngày ngươi sẽ không nghe được gì cả. Nhưng mà không nghe thì làm sao con theo lệnh của chú được? Ờ, thằng này khôn nè. Bây giờ luật ở phòng này là thế này. Trưởng phòng yêu cầu cái gì là ngươi cũng phải làm cái đó. Bây giờ ngươi làm gì thì làm, cho ta vui lên thì làm. Làm cho ngày vui lên à? Muốn làm gì cũng được. Con xin kể một câu chuyện. Kể chuyện hả? Con mới nghĩ ra. Rồi. Một căn nhà có 2 người. Ờ. Một người nói chuyện rất lưu loát. Rồi. Người còn lại nói chuyện cũng lưu loát. Rồi. Nhưng mà 2 người không hiểu nhau. Rồi. 2 đứa không thể nào cười được. Và có một đứa mặt đang thộn ra bởi vì không biết đứa kia nói cái gì. Ờ. Thì tốt nhất là không có nói nữa. Thôi dẹp đi. Ôi này. Mệt quá rồi. Ngươi có biết tội của ngươi kinh khủng như thế nào? Dạ, tử hình là chắc rồi. Chính xác. Tội của ngươi là tội tử hình. Khoan đã. Ờ. Gõ 3 tiếng à? Ấy, đấy là cách mà chúng ta truyền tin từ phòng này sang phòng khác. Tức là ta muốn nói cho phòng bên kia biết rằng phòng ta có một thằng tù nhân mới. Ồ, hay thế. Bên kia thông báo, hãy cởi đồ ra. Đúng, cởi đồ ra. Mặc đồ vô. Mặc đồ cho ngươi. Hay. Bây giờ, ngươi truyền tin cho phòng bên kia nói rằng là tôi đã mặc đồ rồi. Nó đã nhìn thấy rồi. Dạ, âm thanh rõ ràng mà. Dạ. Hay quá, không ngờ thằng tù nhân mới lại thông minh. Ui. Được kẻ thù. Bước ra đây. Tại sao lại quấn tôi? Tôi đâu có liên quan tới bạn đâu. Sở dĩ mà ta tới đây là để tìm người để trả thù. Người chính là kẻ trộm tình. Ngày xưa, trong lúc ta đi hành hiệp trượng nghĩa, người đã qua nhà của vợ ta để thả thính. Cái gì? Vợ ta là bị dính thính của người. Thiếu hiệp, lộn rồi. Tội mà vào nhà thả thính rồi để lại hậu quả là đã chết rồi. Lúc ta quay về thì người đã cao chạy xa bay. Vợ ta vì quá xấu hổ, ta leo lên cây mít thắt cổ tự tử. Trời ơi, người phải chết. Ê, không, ta không liên quan.
Nhưng ta thấy câu chuyện của ngươi kinh khủng quá, ta phải cắt đầu của nhà ngươi. Ngươi chạy đi nhanh lên, cái tù nó đến rồi đấy, nhanh lên. Hay quá. Ôi vậy thôi đó hả? Một tên thích khách nó kinh khủng quá, đưa cho ta xin. Áo này phải của con đâu. À, đúng rồi, ngươi hiểu đấy. Ta biết sẽ có tên thích khách tìm ta. Vừa rồi bên phòng bên kia báo, cho nên ta mới cởi áo này ra cho ngươi mặc ve sầu lột xác. Thì nếu mà có giết thì nó sẽ giết ngươi chứ không giết ta. Ê, sao chơi lừa nhau vậy? Đâu có lừa đâu. Tử tù mà. Tử tù như đằng nào chúng ta chẳng chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chết lâu hơn nó khỏe hơn. Mày chết sớm quá chứ còn hưởng thụ. Sao giờ này nói giờ mà cai tù không mang cái đồ ăn đến cho mình vậy? Hello, mang gà đến hả? Đúng. Giờ ăn đã tới, xin mời hai người cứ ăn. Dạ. Cảm ơn chị. Ăn đàng hoàng nha. Dạ. Sao hôm nay gặp tầng hàng lạ không vậy? Ờ. Ta nghĩ ra rồi. Tại sao lão thích cách nó có thể vào đây được mà ta không ra được? Đúng. Đây. Cầm lấy. Để làm gì? Đây là chiếc đũa. Hey. Này. Chỗ này ta có lẽ tưởng ở đây có thể mỏng nhất. À, hay quá. Thoát rồi. Thoát rồi. Yeah. Yeah. Bây giờ thế này, ai là người ra trước? Con. Ra đi. Thẻ. Dạ. Nhanh lên, ta coi cho. Cái gì vậy trời ơi? Vượt ngục nè. Đứng dậy. Cái vụ án này là ai chủ mưu đây? Dạ thì đương nhiên là thằng nào ra trước là thằng ấy chủ mưu rồi. Tự động bài mưu đi vượt ngục đúng không? Cái gì vậy bà? Tôi với bà chung phe với nhau. Lúc bà vô tôi đi với bà rồi. Nó nghe nè. Sao? Cách đây 3 ngày mình còn là tình chị em. Đúng rồi. Nhưng mà từ ngày giật chồng tôi hết chị em rồi bà nội. Hey! Bà quên hả? Đâu, chồng tôi Sĩ Lương nó giật chồng tôi chi vậy nó chị em. Thằng Sĩ Lương là bóng. Trời ơi. Bà không biết cái gì hết. Hôm trước á, tôi tới rồi nó không có chịu. Vậy hả? Cái là bà này nè mới kêu tôi vô phòng của bà. Không tôi vô phòng bên kia. Hả? Cái vụ này là tôi đứng ở ngoài nhá. Ông này là xạo. Cụ Teo mới vào và cụ Teo chủ động là đào tường khoét bách để chui ra. Không phải tôi nhá. Chủ động bài mưu để cho mình vượt ngục. Đúng. Tôi này tu năng hơn. Còn đổ cho bạn mà cái đội đồng lõa nên làm đúng sao? Rồi. Chị. Bước ra đây chém chém hoài. Dê hả? Chị có thấy ai trong tù mà sạch sẽ như em không? Thôi, tóm lại là hay là phải tù lâu hơn hoặc chuyển sang phòng khác. Chu di cửu tộc được không? Đúng rồi. Cái gì cũng vậy, nó phải có trước có sau. Em là người phải đi thí nghiệm trước. Rồi. Chú mới là người ra sao? À. Thì dĩ nhiên tội là phải là người chủ mưu. Cái thằng chủ mưu không bao giờ là cái thằng đi trước, mà thằng sếp là không bao giờ thằng nó đứng trước hết. Đại gáp, đại quý mà đứng cuối cùng, mấy thằng lính đi trước không? Do vậy em không phải là người chủ mưu. Dạ tâm là chủ mưu. Đây, ông nội nè. Mày có muốn ra ngoài không? Dĩ nhiên là không rồi. Rồi, giữ hộ tôi cái. Tôi ra. Dạ, ông ra. Ê. Đứng lại. Kéo dò. Đánh lạc hướng hả? Hả? À. Ông một hành động ông mới vừa nói lên cam mưu vượt ngục của ông. À. Tôi nói là tôi muốn ở đây thì không ai tin. Thế bây giờ là bảo tôi muốn ra, lúc tôi muốn ra rồi lôi tôi vào thì tóm lại là có muốn ra không? Không, vậy là chế sai. Vậy là chế là con người sai. Người ta không muốn ra chứ bắt người ta ra. Còn người ta muốn ra bắt ở lại thôi, bây giờ chế là phải người ở lại. Chế là người ở lại, tụi mình ra. Chế. Cái gì được? Chế đợi đi nha. Tụi mình đi trước, chút rồi quay lại. Trói lại. Đúng. Đi vậy? Làm gì? Quay lại. Dạ, để em lấy dây thừng buộc nó lại. Buộc nó lại. Buông ra. Quá rồi. Trời ơi. Vào cái lầu này. Suốt ngày nó hành hả? Bỏ gạt hả? Mở chơi. Rồi. Không có bỏ chói gì cả. Hey. Hey. Rồi. Ngươi mới chính là tù. Còn bây giờ bọn ta chính thức vượt ngục. Bye bye. Bye bye. Đứng lại. Hay quá. Đứng lại. Đứng lại. Tao biết. Dùng không? Chúng ta vừa thấy một cái câu chuyện diễn ra trong một cái nhà lao. Và cho đến giờ phút này thì tôi cũng không biết là hai tên vượt ngục này là có âm mưu vượt ngục từ trước hay là không. Cuối cùng nạn nhân của cái cuộc vượt ngục này đấy chính là chú lính cai ngục. Và quý vị và các bạn cũng đã theo dõi câu chuyện. Bây giờ là phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Cảm ơn Tự Long, cảm ơn Minh Dự. Đối với phần thử thách của Tự Long dành cho Sĩ Luân, tôi nói thiệt là nó dễ. Cái lúc mà vượt ngục thì thật sự ra thì ở cái đoạn đó thì anh nghĩ là
em có những cái lời giải thích rất là thông minh. Nếu mà thoải mái hơn một chút xíu nữa thì em sẽ làm tốt hơn. Mà anh muốn nói này nha, là khi có một cái người muốn vô để giết cái ông này vì cái tội cướp vợ, anh chưa thấy cái sự phản kháng của em. Tức là khi họ giơ cái dao lên, em cũng không có nói là lý do tại sao ông lại nói tôi là người cướp vợ ông, để cho nó giải thích ra cái áo cái đã. Bây giờ em phải hỏi họ là giải thích tại sao nhận ra em là cái người mà đi cướp vợ của người ta. Em chưa có xử lý được cái chỗ đó nó triệt để, cho nên là thấy hơi uổng chút. Nói chung là em cũng có đem được cái tiếng cười cho khán giả. Cảm ơn Sĩ Lưng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng tiếp theo. Nhưng ngay bây giờ chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Thanh Gót You Are Here, ơn rời cậu đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo. Và người mở căn phòng này không ai khác, đó chính là Thúy Diễm. Chúng ta cùng xem Thúy Diễm đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Đây là lần thứ hai mà Thúy Diễm đã tham gia chương trình này. Nhưng mà lần thứ hai thì cũng cảm giác hồi hộp giống y chang như lần đầu tiên vậy. Bởi vì Diễm biết là một khi đã bước chân vô chương trình này, tất nhiên là sẽ bị hành hạ nè, và đôi khi bị chặt chém nữa. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Thúy Diễm mong đợi là sẽ được hóa thân vào cái gì càng dễ càng tốt, trưởng phòng dễ thương chút xíu nè, tình huống đơn giản chút xíu nè, và mau thoát được càng nhanh càng tốt. Hoạt động nghệ thuật cũng lâu rồi và tham gia rất là nhiều bộ phim. Tất cả những vai diễn của Diễm thì nó rất là nhiều màu sắc. Đối với nghề nghiệp diễn viên thì Thúy Diễm sẽ không ngại dạng bất kỳ nhân vật nào. Nhưng đối với những cái mảng miếng mà diễn trực tiếp trên sân khấu như cái chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi này thì Diễm cảm thấy mà giống như là một lính mới vậy. Sau khi mà tham gia chương trình, tất nhiên sẽ tăng được cái phần phản xạ và thậm chí là sẽ nhạy bén hơn trong về cách diễn xuất, chắc sẽ hài hơn được một chút nữa. Lần đầu tiên của Diễm thì Thúy Diễm lại được vào phòng của chị Việt Hương. Chị Việt Hương cũng rất là đáng yêu, rất là dễ thương với Thúy Diễm, và lúc đó là nguyên đêm về là không ngủ được. Mà không biết là lần này là sẽ được may mắn là gặp trưởng phòng nào đây. Quý vị hãy đón xem phần thi của Thúy Diễm nha. Không còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng Thúy Diễm mở căn phòng tiếp theo. Lần thứ hai tham dự rồi mà đi qua lại còn em nhìn thấy anh là em căng thẳng quá, và em thấy cái cánh cửa em còn căng thẳng hơn, cho nên em quyết định là em bỏ đi luôn. Sao lại nhìn thấy tôi căng thẳng? Bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh là em biết là em bắt đầu một cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhìn thấy anh là biết bắt đầu một cái gì khủng khiếp lắm. Thực ra đấy là anh còn chưa làm gì đấy. Chứ mà thực tế anh mà được làm gì thì nó còn khủng khiếp hơn thật. Thôi em đừng làm gì cả. Anh đứng đây để anh đón em. Dạ. Anh đón em thôi mà. Em có thể đặt câu hỏi được không anh? Được. Ai trọng thì? Chỉ có em anh mới nói thôi nhá. Một trong bốn trưởng phòng. Cứ coi như em chưa hỏi đi. Cứ coi như anh trả lời rồi đi. Em biết điều gì đang chờ đợi em rồi đấy. Chắc là bế tắc. Thiếu tự tin đấy. Anh muốn em nở hoa hay bế tắc? Bản thân em đã là một bông hoa rất đẹp rồi. Cảm ơn anh. Và bông hoa này sẽ còn nở ra nữa khi mở cánh cửa này. Hoặc là sẽ tươi trong nắng sớm ban mai, hay là sẽ bị vùi dập tơi bời tan tành. Mời em. Em run quá. Mở cửa ra xem. Bác ơi. Ra. Không chuẩn bị gì cho người ta cả. Em xin lỗi. Ráng làm cho tốt nha. Dạ. Yeah. Yes. Mời bạn. Yes. Rồi. Bác sĩ. Đây rồi. Bác sĩ đây, bác sĩ đây. Bệnh nhân cấp cứu. Cái này giết người với cấp cứu vậy? Không sao. Bệnh nhân mỗi khi lên cơn sẽ có thuốc, đừng lo. Cái gì mới vô chết liền vậy? Bác sĩ Bình ơi. Đau, đau tim. Không sao. Kháng kháng tim. Khám tim. Sĩ, chưa đeo. Đau tim. Đau tim quá. Đau bụng, đau bụng. Đau bụng. Xuống xuống nữa. Mình nghĩ là tới đây là nó hết bệnh rồi á. Không, ở dưới bệnh dữ lắm. Không được đâu, ở dưới khó bệnh lắm. Tim đập nhanh quá. Con phải phẫu thuật.
cái gì mới vô phẫu thuật liền vậy? Bác chị ơi, không sao, nhổ móc cái tim thôi à. Bà làm gì vậy bà nội? Cháu bị nhồi máu cơ tim, cái cú đập vừa rồi mới nhồi máu cơ tim đó. Đỡ đỡ lên giường đó chị. Mai mốt mình đi làm á, bớt mặt đầm lại nha. Ở trong cái mình sợ. Cái gì bác chị cũng nói được. Bệnh nhân à, hình như là bị thêm một cái triệu chứng là mỡ trong máu thì phải. Trời bác chị, bác chị ơi, sao bác chị thơm quá vậy? Hình như bệnh nhân vừa kế bên tên là Nhã Phương gì đó đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta. Mời bệnh nhân nằm xuống. Phòng kế bên, phòng gì bác chị? Không biết nữa. Còn phòng này là phòng gì? Bước vô đây tất nhiên là phòng khám của bác sĩ. Và tôi là bác sĩ đúng không? Sao bác sĩ mạnh miệng quá vậy? Nói tào lao mà nói mạnh miệng quá vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bây giờ mình chơi trò chơi mà ngày nào mình cũng chơi đi. Bác sĩ, sao bác sĩ diễn sâu vậy? Mình nhát ma là nhát cái người sắp vô kìa. Mà sao tự nhiên nhát ma? Nhát hôm nay hả? Ma! Tao không có sợ ma! Ma! Ê, 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 ma! Người! Người! Không phải ma! Người hả? Không phải ma! Người hả? Không phải ma! Người! Không phải ma! Người! Bình nhân, bình tĩnh! Đánh ra! Tôi nói cho biết nha! Tôi là tôi không có sợ ma! Trời ơi, nó chịu rồi. Giờ sao? Không được. Chết thuốc. Chết thuốc hả? Cùng gặp em chết hả? Cấp thuốc. Xin lỗi bác sĩ. Nãy giờ là giỡn với hai người thôi nha. Giỡn ai? Bây giờ không có giỡn nữa nha. Cái phòng này để là phòng hiến xác đúng không? Có nghĩa là hai ông này vô đây là hiến xác nè. Bác sĩ, hình như hồi nãy tôi có gặp một con ma mà nó xấu quá. Xấu quá là chắc con này nè. Con nào? Đây là nhát tôi. Ê, ê, thôi đi qua đi, ca này khó quá. Giải thích giùm em đi, bạn bệnh nhân. Bạn bác sĩ thật sự là không có hiểu câu chuyện này như thế nào hết. Ông đó ông bị khùng kinh niên mà. Cái đầu ông sao á. Con hỏi mình sao vậy? Hỏi mình là đừng chở này nữa, chở này không vui rồi. Giờ mình làm khác đi. Cái mà ngày nào mình cũng làm á. Ăn cơm á hả? Mọi chuyện ăn cơm không có chuyện gì khác hả? Khách phim. Khỏe mà. Đi làm đi. À, trò chơi hàng ngày. Chết không? Quá à, kéo quần mà chết cái gì nữa đây? Bác sĩ gì sổ sàng dữ vậy trời. Chứ sao? Thôi đừng có giỡn nữa. Em ngồi đi em. Hai mình phải hẹn họ đây. Bởi vì khu vực này không ai vô. Chứ bệnh viện mà biết là đủ việc em luôn á. Mà sao em không chịu công khai ta? Quen anh có gì đâu xấu xa trời. Anh cũng đẹp trai chứ bộ. Hai đứa mình quen nhau mấy năm trời đã biết không vậy trời. Vậy có nghĩa là hai đứa mình lén lút mấy năm trời rồi. Không phải là lén lút, mình không công khai thôi. Em hiểu không? Anh thương em gần chết mà sao lén lút được. Mới đổi mùi vừa thơm đúng không? Anh cũng mới thêm cái mùi gì nó hơi hôi đúng không? Bậy à. Em đi em dẫn này. Bậy rồi, cái này không có giao ở trong cái phần thi này. Cái gì vậy? Trời trời, hai mình sắp cưới tới nơi làm gì vậy? Em có bị bệnh gì không vậy? Không, em là bác sĩ. Một bác sĩ xinh đẹp trong cái phòng hiến xác này mà em vẫn không hiểu là bây giờ em đang là cái gì. Anh thấy em càng ngày càng xa cách anh là sao? Bây giờ em danh cao chức trọng rồi. Em chê anh chứ gì đúng không? Đâu có. Đối với em á, anh vẫn là số 1 mà. Phải hôn anh Trường Giang của em. Trường Giang nào? Anh tên Chí Tài mà. Anh Chí Tài của em. Sao lúc này mặc anh... Thằng Trường Giang thằng nào? Em nói gì? Trường Giang ra đó. Trường Giang đẹp trai, người ta thấy là... Đối với em thằng đó đẹp trai hả? Không, đối với em Trường Giang không phải là có like gì với anh hết. Trường Giang hả? Dừng lùng nè. Dừng chuyện nè. Thích điện thoại người khác à. Đúng. Bảo vệ em đừng có dính dáng thằng đó nghe chưa? Không hề. Rồi em chỉ có mình anh thôi nghe chưa? Đúng rồi, anh Chí Tài của em. Anh có quà cho em. Nhắm mắt lại. Cái gì vậy? Vậy? Thiệt, em rồi, là em đang lắm. Thôi rồi, để anh tự bịt mắt sau đó anh dắt em tới nha. Okay. Không được thấy nghe chưa?
đúng không? Không được thấy nha. Rồi, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây, qua đây. Đây, anh có quà cho em. Trời ơi, đây là món quà của anh. Ôi, bự quá vậy. Chỉ có những người con gái khuôn mặt xinh đẹp như vậy mới đeo được chiếc nhẫn này thôi. Có ai nói là em rất đẹp không? Anh nói. Mà anh nghĩ là em đẹp thiệt. Đường nét nào ra đường nét đấy. Gì vậy? Cái này gọi là chơi dơ nè. Chơi nè. Thôi cất chiếc nhẫn đi. Thôi kìa dạ? Thường người ta tặng quà thì người ta phải đeo vô chứ. Anh muốn á, em có một cuộc sống dư dả, em có một cuộc sống thoải mái, và cuộc đời em lúc nào cũng được hạnh phúc. Hôm nay chị đã đến đây nữa à? Đã đem phòng làm việc của tôi mà. Ủa chị đổi phòng làm việc hồi nào mà sao Khoa không biết gì chị? Ủa nhưng mà tôi làm việc ở đâu vậy? Chị là bác sĩ bao nhiêu lâu nay rồi mà chị nói gì kỳ vậy? Ờ đúng rồi, nhưng mà thỉnh thoảng tôi công tác ở phòng hiến xác này và gặp những bệnh nhân như thế này có nghĩa là tôi làm công việc gì? Trời ơi, công việc chị làm mà chị không biết chị hỏi em à? Sao em biết chị? Nói chung là hôm nay á, em đến đây á là em đến viếng anh Tài. Thật sự thì từ sau khi ảnh mất, ảnh hiến xác cho bệnh viện mình thì những bác sĩ thực tập như mình mới có cơ hội được học hỏi nhiều hơn. Nói như vậy có nghĩa là ảnh đã hiến xác được 2 năm rồi. 2 năm? Này là nãy giờ em nói chuyện với Hùng Ma đó hả? Ủa nãy giờ chị nói chuyện gì? Anh... Chỉ là anh đã mất được 2 năm. Anh mất được 2 năm rồi. Có nghĩa là mỗi ngày em tới đây là để tưởng nhớ tới vòng hồn của anh. Đúng rồi. Bác sĩ chúng ta hay đến đây để tưởng nhớ những người đã hiến xác mà. Tội nghiệp anh lắm chị ơi. Em nghe đâu là có người yêu nhưng mà giấu. Không hiểu tại sao yêu nhau mà lại giấu nhau nữa. Mà cái cô người yêu cũng kỳ nữa. Nếu như chị là người yêu thì nghĩ làm sao? Tại sao người yêu mình bệnh mà không đến chăm sóc cho người yêu mình những ngày cuối đời mà lại đi lấy chồng là sao? Tôi không hiểu. Tất cả là vì chữ hiếu thôi cô biết không? Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận mà chị. Người ta chết rồi mình cũng phải đến thăm chứ. Lúc đó cha tôi cũng đang hấp hối. Tôi phải lo cho cha của tôi. Nhưng mà tôi không ngờ là căn bệnh của ảnh lại nặng tới như vậy. Tới khúc tới gặp mặt ảnh thì mọi chuyện đã quá muộn rồi cô biết không? Anh tặng cho tôi một chiếc nhẫn. Và anh nói là tôi với ảnh quen nhau mấy năm rồi. Em ơi, anh chết 2 năm. Vậy là cái giọng nói của ảnh à, giọng hồn của anh ơi. Anh ra đây nói chuyện với em đi. Thiệt tình là em cũng không hiểu. Trời ơi, tự nhiên tặng cái nhẫn xong rồi ai mà hiểu cái gì? Tự nhiên vô đây vậy nè. Chị ơi, sao bây giờ chị nói chuyện một mình luôn vậy chị? Dòng hồn ơi, ngày nào em cũng nhớ tới anh và ngày nào em cũng tới đây để cầu mong em được nói chuyện với anh, phải không anh? Xạo, bớt xạo. Tôi mới chết là lấy thằng khác rồi mà sao giờ xạo dữ vậy? Vì chữ hiếu thôi anh à. Lấy nhau đi từng chân mặt chụp hình đăng Facebook ào ào mà hiếu. Chị tệ lắm chị biết không chị? Chị người yêu người ta mà người ta chết thì không đến thăm. Anh yêu chị lắm mà. Tôi cũng yêu ảnh mà. Yêu quá điên luôn rồi phải không? Phải, tôi điên rồi. Và những người mà đang điên thì không biết mình đang làm gì nữa hết. Ta có thể làm những điều mà người ta không suy nghĩ được bình thường. Tôi phải dùng một cái khăn để tôi lấp đầy quên đi cái chỗ trong mà tôi đang đau thương. Anh chết rồi, tôi phải lấy thằng khăn để tôi quên đi ảnh chứ. Ngồi đây nói cho em biết tại sao anh tặng cái gì. Em sống cái gì? Em sống cái gì? Tôi nằm 2 năm trời trong bệnh viện để xạ trị ung thư. Cô thăm tôi lần nào? Cô thăm tôi lần nào? Cô thăm tôi được lần nào? Anh có biết là em không có can đảm bước vô cái căn phòng mà anh đang nằm hay không? Anh có biết là cơn ác mộng của em mà nhìn thấy anh đau đớn hay không? Đó không phải là lý do. Lý do là tôi nằm trong bệnh viện xạ trị, còn cô thì đi chơi với thằng khác. Không phải. Em là bác sĩ mà. Nhưng mà em không có làm được gì cho anh hết. Anh có biết em cảm thấy bất lực lắm không? Đối với một người bác sĩ,
ước mơ là cứu giúp người, chữa bệnh cho người khác. Thế chừng người yêu của mình không làm được gì hết. Em có một tâm nguyện, khi anh mất đi, em cũng muốn chết đi cho rồi. Anh có biết là em đau đớn lắm không? Em biết khi anh chết đi mà anh còn muốn giúp đời như vậy, thì tại sao một con người khỏe mạnh như em lại làm cái điều ngu ngốc đó chứ? Em phải dùng cả cuộc đời của em để cứu giúp người, làm hết mọi cách, học thật nhiều để tìm cách để cứu giúp những người bị bất hạnh giống như anh. Con hàng đêm con đau khổ, mỗi lần tới căn phòng này là em như điên rồi. Anh không thấy là em điên hả? Em nói dối. Điên rồi à. Tôi nằm xạ trị 2 năm, em đi chơi với ai tôi đều có bằng chứng hết. Vậy còn anh thì sao? Lúc anh sống thì sao? Anh vẫn chụp hình với con nhỏ Phương đó thôi. Anh vẫn tung tăng đấm tay nó đi xây dựng cho em. Là em họ của tôi, trời ơi! Anh đừng có sao! Thôi được rồi, coi như tất cả mọi thứ tôi hy sinh vì cô. Cứ chuẩn bị đi, cứ lo cho cái địa vị mà cô lên trưởng khoa đi, bám lấy đó mà sống. Còn tôi coi như không còn gì nữa cả. Cuộc đời tôi đến đây là hết. Anh đã hết 2 năm rồi mà. Nói chết rồi, đừng hiền hồn về nữa. Chị ơi, chị bình tĩnh chưa vậy? Tôi bình tĩnh lắm rồi. Em muốn thông báo với chị một lần nữa, hãy nhìn ảnh lần cuối đi. Ảnh hiến xác đã 2 năm rồi, hôm nay là ngày đưa xác ảnh đi thiêu, chị hiểu không? Nghĩa là từ nay về sau chị sẽ không bao giờ được gặp ảnh nữa. Cô chị cho tôi biết là cái xác của anh đang nằm đâu được không? Nãy giờ tôi đang nói chuyện với vong hồn. Đang nằm trên giường mà chị nói gì vậy? Anh ơi, đau đớn lắm anh ơi. Em biết là anh không đẹp trai bằng anh Thành nhà em, cho nên em mới bỏ anh. Lỗi của em. Con lại mà mẹ ơi. Cùng quá mẹ ơi. Hay quá. Thưa quý vị, một lần nữa tôi xin giới thiệu Thúy Diễm là em họ của John Deep. Cô ấy tên là Sâu Deep. Diễn đấy mới gọi là diễn sâu. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Trường Giang, cảm ơn Lâm Vĩ Dạ. Thật sự ra thì ngồi ở đây xem thì anh với lại tất cả khán giả cũng đều có chung một cái điều mà nhìn thấy, đó là cái sự thông minh và cái sự nhanh nhạy của em. Em nhạy đến cái độ trong cái lúc mà Trường Giang nó đang đánh lạc hướng như thế, em vẫn có nghi ngờ một cái điều gì đó. Em nhìn vào cái bàn tay dơ của Trường Giang là em biết trên mặt em có cái gì rồi. Cái phần độc thoại của em á, nó rất là dài, nhưng mà nghe nó rất là tình cảm và nó rất là hay. Đúng là em là một diễn viên giỏi, dày dặn xương gió, cho nên là em vào bi cũng được, em vào hài cũng được, và em đu theo tình huống cũng rất là hay. Ở đây thì những cái người mà hiến xác để trong bệnh viện để mọi người thí nghiệm, xong xuôi thì 2 năm sau đem cái xác ấy đi thiêu. Ngày hôm nay chương trình đã đặt ra cho em một cái trường hợp như thế. Đúng rồi, như là Xuân Bắc nói là em show deep thật, tức là diễn quá sâu. Em diễn sâu đến độ mà cái bàn không mà em làm như anh thấy là giống như là có người ở trên đó. Mỹ Dạ vừa nói cái lôi cái bàn tới cái dục cái bao bông xuống, nó ngồi nó ôm nó khóc, thôi là khóc. Anh thích cái câu này: anh là một người chết, anh còn làm một cái điều tốt cho xã hội. Thì tại sao em như thế này mà em lại đi tự hủy hoại cái xác thân này, trong khi đó em còn giúp ích được cho đời rất là nhiều. Cảm ơn Thúy Diễm một lần nữa. Em đã đến với chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những điều bất ngờ và những tiếng cười tiếp theo. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút.
Quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Thanh Gót, You Are Here, ơn rời cậu đây rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta đến với căn phòng thứ ba, đó chính là Jun của 365. Hãy xem Jun đang chuẩn bị như thế nào, xin mời quý vị. Khi mà được mời tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi là một cái niềm vui và rất là vinh dự. Bản thân Jun thì cũng rất là đam mê diễn xuất, nhưng mà mình chỉ mới tham gia mới có hai phim thôi. Mà diễn xuất ở ngoài phim trường thì nó khác, tự nhiên mình nếu mà mình đóng sai thì đạo diễn sẽ kêu cắt rồi quay lại. Nhưng mà diễn xuất ở trên sân khấu là một cái việc rất là khó, đòi hỏi mình phải ứng biến rất là nhanh. Đây cũng là một cái thử thách, nay mình sẽ thêm nhiều trải nghiệm mới và sẽ có thêm kinh nghiệm mới. Ban đầu thì tôi rất là thích anh Trấn Thành, bởi vì anh Trấn Thành là một người nói nào ngay là cũng là thân với 365, bởi vì những ngày đầu đi diễn là lúc nào cũng đi diễn chung với anh hết. Có thể là anh sẽ giúp đỡ mình chăng, nhưng mà khi mà coi rất là nhiều chương trình là thấy ảnh chặt chém người ta không mà. Bây giờ mình suy nghĩ lại, rất là may mắn là năm nay á, tôi thấy là có một người mà tôi rất là yêu mến luôn, đó chính là chị Hồng Đào. Thì tôi hy vọng là nếu được thì sẽ vô chị Hồng Đào đi, nhiều khi chị Hồng Đào sẽ đỡ cho mình, bởi vì tôi đâu có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Thật ra thì ở ngoài đời á, thì mình ứng biến rất là nhanh, giỡn gì tôi cũng giỡn hết mình hết á. Nhưng mà khi lên sân khấu tôi nghĩ là áp lực rất là khác. Nhiều khi ở ngoài mình giỡn thì mình nói bậy cũng được đúng không, nhưng mà lên sân khấu thì không thể như vậy được. Mình phải ứng biến một cách đơn giản hơn và nó phải có duyên nữa. Thôi mình cứ vô mình giỡn hết mình đi. Và bây giờ, một tràng vỗ tay thật lớn để đến với Jun căn phòng thứ ba, xin mời! Sẵn sàng chưa? Nãy thì chưa, không có rung lắm, nhưng mà giờ đứng trước anh thì bắt đầu em hơi rung rồi đó. Ở đây làm nhiệm vụ để hỗ trợ mọi người đỡ run và tự tin hơn. Ồ vậy hả? Mà run mà lại run thì tôi làm sao đỡ run để run đỡ run được. Giờ thì em hết run rồi. Hết chưa? Rồi ạ. Mời bạn mở cửa. Wifi, Wifi của ta, nàng đi đâu về Wifi? Hãy ngực mặt lên cho ta xem nào Wifi. Ơn trời, Jun hoàng thượng đây rồi. Ô, hoàng thượng. Thanh Wifi. Không, hoàng thượng tại sao lại nhớ lộn tên của thiếp chứ? Ủa? Em là Tiểu Duy, Quý Phi của hoàng thượng mà. À, ta quên, bây giờ ta quá nhiều hậu cung mà. Bây giờ ta hơi quên, xin lỗi nàng nha. Thiếp giận. Hoàng thượng nói là thiếp là người mà hoàng thượng yêu thương nhất. Một tuần 7 ngày, hoàng thượng đến thị tẩm thiếp 6 ngày. Thì làm sao hoàng thượng quên thiếp cho được chứ? Hoàng thượng nói đi. Bớt giận Quý Phi, Tiểu Duy. Thôi nè. Nhưng mà hoàng thượng nói đi, hoàng thượng thương ai nhất ở trong cái hậu cung này? Ta yêu nàng nhất. Nói nghe nói qua bao lời. Em đây đẹp nhất trên đời. Dù hồng nhan vẫn là đẹp luôn. Thì anh đây lớn yêu em nhiều. Hoàng thượng, mà sao bữa nay hoàng thượng tới đây trễ quá vậy? Bởi vì ta bận việc triều chính đó nàng. Hôm nay triều chính có việc gì vậy? Ngoài biên ngải đang có giặc. Rồi sao nữa? Thì thôi. Ngoài biên ải đang có giặc thì thôi. Hoàng thượng quả là một minh quân. Ý ta là ngoài biên ải đang có giặc, có tướng quân lo rồi. Ở đây ta có nàng Tiểu Duy. Hoàng thượng à, hoàng thượng có nhớ là cái ngày đầu mà hoàng thượng dắt thiếp vào cung, hoàng thượng đã tặng cho thiếp một bài hát. Hoàng thượng có nhớ cái bài hát đó là gì không? Ngày xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có nàng Tiểu Duy, xinh đẹp luôn người yêu ta nhất. Bong bong bang bang lên ăn cơm vàng cơm bát nhà ta. À, thôi được rồi, khỏi hát nữa. Khỏi hát nữa nàng. Ta yêu nàng là bởi vì sắc đẹp chứ không phải vì âm thanh. Thôi được rồi, bây giờ hoàng thượng ngồi xuống đi. Thiếp có cái này muốn dành tặng cho hoàng thượng. Hoàng thượng có nhớ quê hương của thiếp là ở đâu không? Ở Cà Mau phải không? Không, thiếp không phải quê ở Cà Mau. Thiếp quê ở Thái Lan. Thiếp mang xoài Thái Lan về đây cho hoàng thượng ăn nè. Hoàng thượng thích ăn xoài lắm đúng không? Cảm ơn nàng nhiều nha. Hoàng thượng ăn đi. Vậy thì lúc người ta ăn đi. Được nha. Thì bây giờ mình chơi lại cái trò chơi ngày xưa.
chúng ta cùng nhau ăn một miếng xoài được không Hoàng thượng? Cũng được. Bây giờ Hoàng thượng làm trước đi. Có nghĩa là làm trước là ta sẽ ăn trước xong rồi ta... Không, Hoàng thượng để một bên môi, rồi sau đó thiếp ngậm bên còn lại. Tại sao Hoàng thượng lại phân vân chứ? À không. Hay là... Ta đang suy nghĩ cái chỗ nào nó hợp với cái mỏ của mình. Sướng không? Sướng. Tiểu Duy, nàng là khéo đùa, cái gì nữa vậy? Ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau đối ẩm. Con gái không nên mất nết như vậy. Xin lỗi Hoàng thượng nha, đây là loại rượu nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng? Uống vào giúp cho chúng ta sạo sực tối hôm qua. Hoàng thượng làm thiếp thích mê đi. Hôm nay không biết là Hoàng thượng có chiêu gì khác hay không. Ta thì nhiều chiêu lắm nàng à. Mình cũng cái đi nè. Ừ, hai ba, vào. Ê, trời ơi, đụng xe cá. Hoàng thượng ơi. Sao nàng? Thế có thể ngã vào lòng Hoàng thượng được không? Được, ngã đi. Gió mùa thu mẹ thu năm canh dài trước dụng. Hoàng thượng, thiếp là hoàng hậu, xin vấn an hoàng thượng. Tham kiến biến thái hậu. Hoàng hậu. Tham kiến biến hoàng hậu. Hoàng hậu sao lại nàng lại ra đây? Ngài hứa với hôm nay với thiếp là ngài sẽ vô trong cung với thiếp. Đêm nay là đêm thị tẩm của thiếp mà tại sao ngài lại ra đây? Ngài là tù ti tú tí với con nhỏ này chứ hả? Hoàng thượng, thiếp đau quá, hoàng thượng ơi. Đau quá. Rồi. Đau quá. Tiểu Duy vừa mới vô trong cung mà nàng nở sao mà đánh người ta vậy? Mình là bậc mẫu nhi thiên hạ, mình phải từ tốn. Nhưng mẫu nhi thiên hạ cũng biết ghen chứ là mấy con. Thưa tỷ đừng đánh em. Hoàng thượng, em có tội tình gì đâu. Trời ơi, tại sao một con cung nữ tầm thường như vậy mà một tuần 6 ngày trong khi hoàng hậu như thế này mà 6 năm chưa có một lần với hoàng thượng. Nàng nói sai rồi. Bình thường là ta làm từ sáng tới chiều chỉ cho Tiểu Duy buổi tối thôi, còn ta là nguyên một ngày chủ nhật cho nàng, em muốn cái gì nữa? Hoàng thượng hãy nhìn đi, nó có gì hay ho đâu mà hoàng thượng mê man. Tiểu Duy buổi tối nhảy lambada cho ta coi đó. Hoàng thượng có nhớ là cái điệu nhảy ngày xưa mà hoàng thượng chỉ cho thiếp không? Nhảy gì em? Điệu nhảy Quyên Ương Mộng Hồ Điệp. Nhảy xem nào. Quyên Ương Hồ Điệp không? Chị Quyên Ương hả? Dạ. Thôi trời ơi. Trời đất ơi, thì ra nhà ngươi ru quến hoàng thượng nhảy lambada à? Hoàng thượng mê say à? Quên à? Nãy bây giờ đó thiếp đánh con cung phi kia kìa, hoàng thượng có đau không? Hơi đau một xíu đó. Thiếp nghĩ là thiếp không có dám đụng vô cung phi, cái người mà hoàng thượng yêu mến đâu. Bây giờ đó thôi thì xin phép hoàng thượng nhau, chính tay hoàng thượng đánh con cung phi đó cho hoàng hậu coi nè. Mà tại sao lại như vậy? Ta là vua ở đây mà. Đúng rồi, hỏi tại sao đi hoàng thượng. Tại sao hoàng hậu lại có thể ra lệnh cho ta? Hoàng thượng nên nhớ rằng gia đình của thiếp, cha thiếp là thừa tướng, chú thiếp là tể tướng. Chỉ trong một giây thôi, nếu mà hoàng thượng cãi lời ta thì từ hoàng thượng biến thành dân thường, tát nó cho ta. Hoàng thượng, đừng thác thiếp. Rồi, được chưa? Được chưa? Còn nữa nha, ta nghe trong cung đồn là con cung phi kia nó đã có thai. Long thai, yeah! Có long thai rồi, trời ơi, cơ nghiệp này, chúng ta đã có người nói dối. Có long thai có nghĩa là có kim bài miễn tử. Nín! Ngươi nói gì? Ngươi nói cha ngươi là thôi. Gì? Cha ngươi để ta nói. Ai là vua đây? Đi sắc. Ngươi dám xúc phạm cha ta. Cha ta không là tiều phu. Là gì? Cha ta bắn mắm ngoài chợ. Trời ơi, hoàng thượng ơi, cung phi nó giết ta rồi, hoàng thượng ơi. Tiểu Duy, cậy dao rồi. Đi ra. Chết.
giết hoàng hậu rồi hoàng thượng ơi. Sao lại đánh tiếp? Đừng sợ bị em con không đánh nữa hả? Tiểu Nhi, tại sao người lại làm như vậy? Dù sao hoàng hậu cũng là mẫu nghi thiên hạ, là giải dinh của ta đó. Bởi vì ta muốn hoàng thượng 7 ngày phải đến ta 7 ngày. Một ngày ta không chừa cho con nào cả. Còn thượng muốn ta làm gì? Kiếp chồng chung mà. Thằng ích kỷ quá. Bây giờ để làm gì bây giờ? Hoàng thượng có thương thiếp không? Hoàng thượng nói đi. Mất một hoàng hậu, thiếp vẫn có thể làm hoàng hậu mà hoàng thượng. Hoàng thượng nghĩ đi. Thiếp tài sắc vẹn toàn như vậy, chắc chắn thiếp sẽ có cách để hoàng thượng sẽ là một vị vua anh minh, một vị vua có thể thống lĩnh thiên hạ này. Hoàng thượng hãy tin thiếp. Ba của hoàng hậu là tể tướng. Nếu việc này mà ông ấy biết, không xong đâu. Tể tướng à? Chuyện nhỏ, để thiếp lo. Nàng sẽ làm gì? Ta phải làm gì đây? Hoàng hậu, thì tôi đang chuẩn bị đi vào tuồng chèo tôi hát đấy ạ. À, có gì đâu. Tuồng chèo cái gì? Sao? Ôi giời ơi, cái màu vàng này là thuộc vua chúa. Ông mặc thế này đó, người ta chụp hình ông, người ta post lên Facebook là ông tù chết đấy. Cởi ra. Cởi ra. Ôi giời đất ơi, tôi chết rồi ông ơi. Cởi ra mau. Cởi ra. Ra. Đấy, ôi giời lại trong lại vàng nữa à. Thế trong còn cái gì nữa không? Không. Ôi giời ơi. Không có sáu muối đâu nhá. Hả? Sau tôi mua áo lót cho ông mặc mà lại vạch ra đây những cái gì trong đấy thì ông nhức đầu quá thế ạ. Bà có làm gì? Thế ông cứ mơ màng màng cái gì. Hoàng hậu ơi, vua ơi, hoàng hậu ơi, tôi hết hồn, tôi không biết cái chuyện gì xảy ra. Mơ cái gì thế ạ? Ôi giời ơi, mơ gì mà ôm thế này. Lâu lắm rồi không ôm đấy. Cả năm nay không ôm rồi. Mơ thấy hả nàng? Có mơ gì mà buồn thế? Mơ thấy bà bị người ta giết. Thế à? Ai giết? Không biết được, cái cô nào tên là Tiểu Duy ấy. Thế là tôi biết rồi. No. Oh, không. Bắt đu du xe hả? Cái này là bây giờ đang mơ màng về một cái cô nào đấy nhá. Rồi giết tôi trong giấc mơ. Ông bây giờ tôi thấy ông làm sao á? Ông già lắm rồi. Mà sao bây giờ ông cứ như là tuổi teen thế à? Ông quay vòng tôi coi coi. Người bây giờ nó cứ làm sao thế nhỉ? Già không ra già, trẻ không ra trẻ. Thế có bị đi ra ngoài đường, có ngang gốc cây ra cái giết gì thấy người nó ngớ ngẩn ngẩn gì không hả? Có chút chút. Hèn chi tôi thấy kinh quá. Tôi nói ông nghe nhá, hai vợ chồng mình đấy, ruộng vườn ao cá đầy đủ rồi. Rồi. Mà con thì lại không có. Mình chưa có con à? Chưa, con cái đâu. Bây giờ cho đến ngày cuối đời tôi muốn có một mụn con. Rồi. Nhá. Mà ông dạo này ông cứ làm sao á? Ông cứ lên giường là ông ngáy à? Thì bà phải xem lại ba chứ nè. Tôi làm sao? Bà phải biết tân trang lên. Thế tân trang làm sao? Vòng 1, vòng 2, vòng 3 mình phải tân trang lên thì nó mới đẹp, thì tôi mới có thể dám đụng vào chứ này. Sao ông nhìn này ông ơi? Tôi sao? Bây giờ bà muốn cái gì? Tôi chỉ muốn thế này thôi này. Con đúng không? Đi vào. Đi vào mình làm. Vào hả? Ừ. Nhà chả có ai, có hai người này, muốn làm ngay tại đây cũng được. Đổ vô trường. Gia nhân ở đây rất là nhiều, đi vào. Ông bảo tôi vào bao nhiêu lần rồi mà có được đâu. Thế này đi này, thôi thì bây giờ mình tìm đến y học thôi nhá. Y học? Là phải uống thuốc nhá. Rồi. Phải uống thuốc, tôi có bốc cái thuốc rồi tốt lắm cho ông uống. Uống vào người nó cứ là nghĩa là giật lên đấy nhá. Chơi luôn. Chơi luôn nhá. Hầu ơi hầu. Dạ. Xin chào ông bà. Thế theo lời yêu cầu của bà bà, con đã lên núi để tìm đến cho ông một phương thuốc đặc biệt được mang tên ông uống thì bà khen. Xin mời ông ực một miếng để bà được khen hoài hoài. Uống đi mà, uống đi. Vâng. Sao rồi, sao rồi? Sao không? Ngon không? Có mùi xa xỉ. Ông ơi, thấy mùi sao rồi? Thấy người như thế nào? Đấy.
có hiệu quả. Mà cái thuốc này này thầu ạ. Ông ơi, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Thằng này xài ra. Mười mấy năm con giữ gìn, tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Là con thích quá à? Cái thuốc này nó làm cho người ta mất nhân tính bà. Thuốc này nó ngấm vào cũng là tự dưng chết rồi. Ông trời ơi bà ơi, cái thuốc này hiệu nghiệm ghê luôn các bà ơi. Nghe rõ chưa? Sau đấy bắt đầu thuốc nó chạy lên tim, bắt đầu nó ngứa khắp cơ thể. Sau đấy là một cảm giác đau đớn cái tận tim can. Rồi, và đây, cái cảm giác đấy tôi sẽ nói luôn cho ông biết nhá. Ông chỉ lười biếng, chỉ lo ăn chơi, nên bây giờ tôi với thằng Hầu đã yêu nhau. Đấy không phải là loại thuốc cường dương gì cả, mà đó là thuốc độc. Ông sẽ chết trong vòng 3 tiếng. 1, 2, 3. Lấy hết của cải rồi đi. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, hoàng thượng, chú cha mã ơi khỏi dự rửa. Hoàng thượng, chú cha, hoàng thượng, răng mà ngươi lại ngủ ở ngoài vườn như thế đi, cặm lặn rồi răng. Chú cha, hoàng thượng, răng mà người, chú cha tâm bay nè. Mặc lông bào vào cho nó ra khí thế của hoàng thượng. Đi chi rửa? Thần là thái giám cần thân bên cạnh hoàng thượng mà tìm hoàng thượng, không biết hoàng thượng ở đâu. Chạy ra ní thì thấy hoàng thượng nằm ngủ ở chỗ ní, răng mà ngủ ở ngoài ní rửa. Ta vừa có một giấc mơ. Hoàng thượng mới vừa gặp ác mộng phải không? Phải, ác mộng. Hoàng thượng ác gặp ác mộng chi? Ta mơ thấy hoàng hậu. Hoàng hậu làm răng. Phi tần của ta yêu nhau. Mơ chi mà ác đang như rửa hè. Xong rồi cả hai chúng đó giết ta. Hoàng thượng. Đêm qua anh thấy giấc mơ. Giấc mơ chỉ là thoáng qua thôi, còn chuyện tình yêu của chúng ta vô cùng bền vững. Ngày nào chúng ta cũng đứng bên cạnh nhau như thế này. Đó, em dựa vào vai hoàng thượng. Đó, thần dân đi ngang em vẫy tay em chào, vẫy tay chào. Đúng rồi, đúng rồi. Gỡ những nụ hôn. Làm gì vậy? Tôi muốn mấy người về đây để đứng cho người khách chụp hình mà. Chụp hình cổ trang có thu phí đàng hoàng. Jun à, giờ giải nghệ rồi không còn làm ca sĩ nữa. Xin tôi đến đây để xin làm việc. Nãy giờ làm cái gì mà chưa kiếm được tiền hết á? Không ấy làm thái giám một chút đi, tao chưa giờ thấy làm thái giám hết trơn á. Thương kể cái kiểu. Dạ. Thật ra thái giám ở trong cô này không còn cái nè. Hồi lê. Hô. À thôi được rồi, Tết tới nơi rồi, người bao lì xì. Rồi cầm đống này xuống dưới chụp hình với khách lấy tiền cho tôi. Đi nhanh. Ai muốn chụp hình đưa máy ảnh ra sân bác chụp hộ cho kìa. Thưa quý vị và tất cả các bạn, là chúng ta đã được đi hết từ bất ngờ nọ đến bất ngờ kia. Và Jun là một người có thể nói là quay như trong chóng với những thử thách của các trưởng phòng đưa ra. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên là em cảm ơn chị Hồng Đào, cảm ơn Thanh Duy và cảm ơn Thành Việt. Ở trong một cái căn phòng mà Jun vào quá nhiều sự thử thách, nhưng mà đa số là những thử thách rất là thú vị. Một cái điều mà Linh hơi bất ngờ là ở nơi Jun này, tức là sử dụng những cái từ ngữ cổ trang nó rất là hợp lý. Mọi người kết hợp một cách rất là ăn ý. Bước vào căn phòng này thật sự ra là Linh tưởng nó là cái phần mà giết chị Đào là hết rồi. Thì nó cũng đã rất là đẹp rồi.
cái này lại xoay chuyển tình thế, tức là thành một giấc mơ, rồi giấc mơ ấy trở thành một cái hiện thực rồi lại mơ lại, tất cả xoay em như trong chóng, nhưng em vẫn xử lý rất tuyệt vời. Cảm ơn Jun. Dạ, cảm ơn. Mà cái vòng chị Đào hôm nay ác thiệt. Hai người này ác quá trời luôn á. Không, khi mà đi vô trong anh với chị Đào cũng nói nha, chết rồi, sao thử thách nó khó quá vậy trời. Nhưng mà Jun làm rất là tốt. Nhưng mà làm được, ok. Xin cảm ơn rất nhiều, thưa quý vị và tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo. Và không ai khác, đó là căn phòng của Lily Nguyễn. Và chúng ta cùng xem Lily Nguyễn đang chuẩn bị như thế nào, thưa quý vị. Mình là Lily Nguyễn. Hôm nay Ly tới ân giờ cậu đi rồi. Ly rất là sợ vì nói chung là đã từng coi chương trình rồi và thấy Island cũng có vẻ bị hại. Cái mình sợ nhất thì có thể rất là khác với mọi người hôm nay ở đây, vì Ly lớn lên không phải ở Việt Nam và tiếng Việt của Ly cũng rất là kém. Cho nên Ly sợ là khi vào chơi cũng không biết là mình vào phòng như thế nào, cũng không biết cái bối cảnh dựng lên sẽ như thế nào. Vì cái chương trình này là vào cái cảnh thì nó cũng rất là tự nhiên, nó không có phải là một cái kịch bản mà mình có thể đọc theo rồi làm theo, thì Ly sợ là mình cảm giác thoải mái quá xong rồi bị hố. Ly không cảm thấy mình là một người hài hước gì cả. Người ta sẽ cười Ly vì những cái câu đơn giản nhất đôi lúc Ly lại còn không hiểu nữa. Ly không biết phản xạ mình có nhanh hay không. Ly chỉ biết là mình là một người kiểu chả quan tâm gì cả. Cho nên ví dụ một cái váy mà có bị rách ở trên sân khấu hay cái gì đó thì Ly cũng chả quan tâm gì. Ly mới vừa tham gia một bộ phim cùng với anh Trấn Thành, nhưng Ly không muốn là mình vào phòng của anh Thành vì anh Thành lầy lắm. anh nhây dễ sợ luôn, mà anh kiểu mà quá nhiều năng lượng ấy. Ly hồi trước giờ tưởng đâu là mình là một người rất nhiều năng lượng rồi, mà một khi mà quay cùng ảnh thì thấy mệt lắm. Sợ bị ảnh chơi lắm. Hãy tha cho em, đừng có chơi em. Tội nghiệp em lắm, em không hiểu gì đâu. Vâng, thưa quý vị, người mở cánh cửa thứ tư không ai khác, đó chính là Lily Nguyễn. Và bây giờ chúng ta cùng Lily Nguyễn mở cánh cửa thứ tư. Xin mời. Chắn trong em có đứng yên được không? Sao như nào? Em sợ quá. Em dựa vào bờ tường, đôi khi bờ tường có thể đổ, nhưng em dựa vào anh thì anh hoàn toàn có thể nương theo em. Em có sợ nữa không? Em mặc bộ đồ này thì em nghĩ rằng mình sẽ vào vai gì? Em chưa có nhìn vô gương à? Sao không nhìn vào gương? Chưa kịp phải bị đẩy lên đây rồi. Bạn đừng nói thế. Bạn nói thế thì khán giả nghĩ rằng là chúng tôi o ép nghệ sĩ. Sao em cứ thế này mãi thì làm sao mà anh ấy được? Em có bạn trai chưa? Cứ gặp những tình huống này là tôi luôn mắc phải tình trạng là mất kiểm soát. Bạn chuẩn bị phải đến một căn phòng với một người trưởng phòng mà phần lớn những khách mời tham gia không ưa anh ta. Em đi về. Anh ta luôn đưa ra những thử thách cực kỳ khó khăn. Mà đối với những khách mời là nữ mà xinh đẹp thì anh ta luôn bộc lộ là mất kiểm soát hành động của mình. Bạn sẵn sàng vào phòng đó chưa? Anh đi vào cùng em à? Tất nhiên. Thật không? Nếu em cho phép anh sẽ vào chung phòng với em, không sao hết. Tay, cầm tay. Ủa, không phải cửa này à? Mình đi cửa khác. Ơn trời, con gái của ta đây rồi. Con ơi, cứu cha với. Hồi nãy đang lấy tàu, cái quần cha dướng vô cái mô tư rồi. Hãy cứu cha trước khi cha y con gái gỡ nó ra. Y con gái à, cầm cái đó thì phải gọt cẩn thận, đừng gọt những cái không cần gọt con nhé. Mày điên hả? Mày gọt sắt gì vậy? Mày gọt cái vải quần đó nè. Gọt cái kia đứt rồi sao? Đứt thì ta mới ra được đấy. Gọt ra. Trời ơi, có chừng ý. Không ra rồi, khổ quá. Đưa đây, lái tàu cho cha đi. Đừng có lái tàu mà nó làm như là máy xây sinh tố vậy đó. Lái cẩn thận con gái. Nghe cha nói. Dạ. Tao cấm mày xoay cái đó nữa nha.
Nghe cha nói, chúng ta là những cướp biển, chúng ta chỉ đi cướp người giàu, chia cho người nghèo. À đúng rồi, có ai mà cướp người nghèo đâu. Mày lanh quá à. Ý là người thường cướp biển, cướp người giàu là nó không có chia. Còn mình cướp người giàu là mình chia cho người nghèo, con hiểu không? Con hiểu tiếng Việt không? Tiếp tục đi. Xưa đẻ ra đầu đập vô cabin giờ bùng thùng. Cha phải dạy cho con một số những cái gọi là cơ bản để chúng ta đối phó với những cướp biển thiệt. Tụi nó lúc nào cũng canh me cái tàu của mình để nó cướp đồ của mình, con hiểu không? Dạ hiểu. Rồi bước xuống đây. Gái lớn đẹp quá trời đẹp mà nó khùng. Cầm kiếm quýnh cho coi một bài võ. Con gái là phải đấu võ. Dạ chứ không phải là đối thủ. Quýnh ra cho coi một bài võ đi. Rồi. Đứt chưa cha? Chưa đứt. May quá. Mới loãng xương nhẹ thôi. Thử lại thêm một lần nữa. Ừ. Thử nghiêng nha cha. Rồi. Thí dụ cha là đối thủ của con nè. Đó. Ui. Hơi này là cộng dây chứ nãy giờ này mà cộng gân chắc tôi đi luôn rồi. Bây giờ nghe cha hỏi nè. Ngoài đánh võ ra thì bây giờ nếu như mà cướp biển thiệt mà nó có xâm chiếm chiếc tàu của chúng ta, con nghĩ mình phải làm gì để chống lại tụi nó? Đây là chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Không phải ai thông minh hơn học sinh lớp 5 mà bà đứng mà suy nghĩ nữa ngài. Thì con cũng có thể chứ. À, Daddy hỏi lại đi, tại vì quên rồi. Cho tao chết đi. Tao không cuộc sống được nữa. Bởi tôi nói rồi, nhan sắc không phải là tất cả. Bây giờ cướp biển mà nó tới đây mà nó cướp tàu mình thì mình phải làm sao để mình đấu lại tụi nó? À, nhảy xuống bơi. Nhưng mà con không biết bơi. Vậy mình chết chắc rồi. Lái thuyền chỗ khác. Bây giờ nó đang chạy phía mình phải không? Mình phải chạy ngược lại. Đây không phải là đua cano. Nó lỡ mà nó leo lên thuyền của con rồi thì con phải làm gì? Chém nó. Là quýnh không lợi nó rồi sao? Daddy hỏi khó quá à, hỏi dễ dễ thôi chứ. Thôi dễ dễ, mày qua nhà mày chơi với bà hàng xóm chứ mày vô đây mày chơi chứ nhìn ăn giờ làm chi. Daddy cho con trả lời luôn đi, nãy giờ hỏi hoài à. Ok. Mệt quá. Ừ, tao tự hỏi tự trả lời. Mấy thứ vậy chắc bình thường lắm á. Bây giờ con phải dùng nhan sắc để con quyến rũ nó. Bây giờ thì tưởng tượng cha là cướp biển thiệt, con quyến rũ cha đi. Daddy ơi, không có đứa con nào mà quyến rũ cha của mình ấy, kỳ lắm. Daddy phải chỉ con cơ. Ví dụ nè, cha là con nha, con là lạng cướp nha, con quyến không lợi. Cái con dùng, hey, đừng giết em. Anh có muốn có cái gì đó hấp dẫn hơn là giết chóc không? Mà làm như thế này chắc nó giết thật luôn ấy. Không có giết đâu. Con phải kéo áo nhẹ ra. Anh bắt giùm em con kiến đi. Anh bắt giùm em con kiến coi. Tao giết mày thiệt. Nữ tính lên. Vật giùm em không kiếm. Bánh bèo hết mức cho bà coi coi. Anh, con kiến nó sắp cắn. Anh, con kiến nó sắp cắn. Cắn này thôi chỉ vô nách. Đâu có nách đâu, chỉ tay mà. Chỗ nào hấp dẫn nhất của người phụ nữ phải cho nó thấy mình quyến rũ nó mà. Ủa mày không có gì hấp dẫn hết à? Thiệt luôn. Rồi sao con có chồng? Con tính ở với cha cả đời mà. Cái chỗ hấp dẫn nhất của người phụ nữ là đôi môi. Anh ơi, con kiến á, nó sắp cắn vô cái nướu em mà nè. Cha nói cha nghe nè, bây giờ có con kiến mà nó bò lên môi của mình cảm giác được liền rồi, mình bực một cái. Mày ngu quá, mày đang lừa người ta. Chứ đâu phải là con kiến nó bò thiệt. Nhưng mà thằng đó nó thấy mình xạo, xong rồi nó tát mình rồi sao? Mày vô mày cãi tao hả? Mày vô phòng này để mày cãi tao hả? Tao nhảy tao chết cho mày coi. Tức quá mà thiệt á. Thôi bây giờ bỏ đi, con gái lớn rồi. Đặc biệt không được yêu đương bậy bạ trên thuyền, bởi vì yêu đương khiến cho người ta mất lý trí và luôn luôn đánh mất chính mình. Con hiểu chưa? Cha sẽ giới thiệu cho con. Thuyền phó là cái người mà cha rất tin tưởng, ông ta sẽ tiếp tục dạy dỗ cho con. Thuyền phó đâu đây? Thuyền trưởng cho gọi ta. Nè. Chuyện gì? Con gái của ta dạy nó một số võ công để nó phòng thân. Được rồi, thuyền trưởng cứ để cho em lo. Nào cô gái, ta sẽ dạy cô một số môn căn bản. Nào tình yêu của ta.
nàng là tình yêu của ta mà. Nói nghe nè, ẩm anh đi. Ẩm chứ không phải cẩm. Ẩm không nổi, cổng đi, cổng đi. Thôi ẩm đi. Thôi. Thích ẩm mà. Trời ơi, ta kêu nàng ẩm ta mà. Phạm em chứ. Ta nhỏ bé luôn là ta cũng muốn nằm gọn trong lòng nàng hết. Không, hôm nay thích ngược lại. Thì bữa nay nàng đổi gu vậy. Lâu lâu phải đổi. Nàng khiến ta khó xử mỗi lần trước mặt cha nàng. Ta cứ phải giả bộ hoài. Nàng có nhớ cái đêm đó nàng đã dụ ta bằng cách nào hay không? Bữa đó chuốc cho ta đó, chuốc cho ta say đó, đưa cho ta uống cái gì đó nhớ không? Bây giờ nàng thử diễn tả lại đêm đó cho ta coi coi. Anh ơi. Giống như mấy đứa mời xin gum ở ngoài bờ kè quá. Anh nhắc em đi, bữa đó như thế nào? Chị nhớ em kém lắm. Trời ơi, chứ nhớ em kém thì bây giờ mình có thể làm lại từ đầu. Anh. Ê. Anh đang làm gì ngoài này vậy? Anh đứng ngắm cá mập. Đâu? Kìa, mập quá. Ta nói thật với nàng, ta là luôn là một người chính trực. Ta không bao giờ mà yêu con gái của thuyền trưởng hết á. Nhưng mà nàng đã đẩy ta vô thế rồi. Bây giờ á, ta muốn hỏi nàng, cái chuyện này chúng ta giấu luôn hay là tiến tới hôn nhân? Tiến tới hôn nhân đi. Bây giờ mình phải làm cách nào? Tại vì cha nàng rất là dữ, rất là khó. Nàng nói với ta là phải tìm mọi cách để hại cha nàng chết. Anh muốn giết cha em à? Tại sao nàng muốn giết cha em? Cha ơi, nó muốn giết cha kìa. Ngươi đang làm gì ở đây? Dạy cho con gái của thuyền trưởng. Đừng xạo nha. Nãy nó làm gì con gái nói ta nghe. Nãy giờ dê con. Nãy giờ thấy con làm sinh tố uống hoài à, mà nghĩ sao trên thuyền lại có cái máy sinh tố để mà xây. Mày nghĩ sao con gái mà có sinh tố hả mày? Một ly sinh tố của nó bằng một tô sinh lý của mày không? Thuyền trưởng từ trước tới giờ biết ta là một người trung thực, lúc nào cũng là phò tá thuyền trưởng. Bữa nay thuyền trưởng nghi ngờ ta như vậy à? Đúng. Bình thường thuyền phó là một người rất là chính trực. Có bao giờ con đem lòng yêu đương người ta, say mê người ta đổ quan thuyền phó không? Cha nghĩ là nhiều lần cha bắt gặp con trộm nhìn anh ta. Chuyện bình thường, cha hồi nãy cũng nói là muốn con lấy chồng thì đương nhiên con phải nhìn trai rồi, chứ không lẽ bây giờ con nhìn cái gì không? Thuyền phó của ta còn yêu đương, ta cấm yêu đương trên tàu rồi mà. Vào đi, để ta nói chuyện với nó. Con gái phải để cha nó giáo huấn. Bước ra đây. Con gái à, con không có được yêu người ta nghe chưa? Lấy cha miếng nước uống coi, khát nước quá. Hết nước cha. Đi toilet trong đó phải không nhỉ? Thế mà cha cũng uống được nữa. Con ơi, hình như cá đi toilet trong này thiệt con ơi. Con cảm thấy nóng quá. Không phải con cá nào mà đi toilet vô đó đâu. Ta đi toilet vô đó đó. Đó là bình rượu độc. Bây giờ ta đã nghiễm nhiên trở thành thuyền trưởng. Con gái ngươi chính là người đã giết chết ngươi và đầu độc ngươi. Bây giờ em lên đây có nghĩa là em đóng vai ác luôn hả? Thì nãy giờ kế hoạch mình giết cha em mà. Nàng đúng là một người thật ác độc. Tao không chết. Tao không giết cha. Đúng. Ê, tao chết tiếp. Tao giết tôi luôn rồi. Mày nên chết đi cho hết kịch, chứ không thôi trước sau gì tụi mình cũng chết. Tôi thấy sự cố gắng của trưởng phòng và phó phòng. Và hình như tôi còn thấy còn có mấy tên lính cướp biển đằng sau nữa đúng không ạ? Dạ, mấy cướp biển giờ bỏ luôn nha, không có cơ hội ra đâu. Xin lỗi giám khảo Hoài Linh, để tôi mời ra cướp biển ra cái nhá, cho nó toàn ban trình diện. Xin mời cướp biển đâu ạ? Đấy, cướp biển. Cha còn giết, bồ còn giết, thằng này ra mình nghĩ sao sống được. Xin mời giám khảo Hoài Linh với nhận xét của mình ạ. Thật sự ra thì tôi lại thích cái sự đơn giản đó. Mà vào cái phòng ai chứ vào phòng anh Trấn Thành thì anh ấy nói nhiều và nói nhanh nữa, cho nên là em hiểu không hết được. Nhưng mà nói em không xử lý tình huống thì không phải. Em rất là chậm ở trong cái suy nghĩ của mình để em hiểu được cái câu nói của người khác. Nhưng mà có những cái hành động anh thấy em cũng rất là thông minh.
cũng có nhiều cái chi tiết mà tôi cũng đánh giá cao về bạn này. Và cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn anh Đức, cảm ơn Đức Tuấn và cảm ơn Lê Linh Nguyễn. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là căn phòng thứ tư chúng ta đã mở ra. Còn bây giờ là lúc chúng ta cùng đến gần hơn với giám khảo của chương trình, giám khảo Hoài Linh, xin mời. Thưa anh Hoài Linh, chúng ta đã chứng kiến sự thông minh, nhanh nhạy của những khách mời. Anh đánh giá thế nào? Ngày hôm nay có những điều tôi rất là bất ngờ. Và những điều bất ngờ đó thuyết phục được tôi. Tôi cảm thấy tất cả các bạn hôm nay ai cũng đều nỗ lực. Mỗi người mỗi vẻ. Và tôi nghĩ là tiếng cười mà quý vị khán giả mang lại đó là những cái thước đo chuẩn mực nhất để cho tôi có thể chọn lựa một người để tôi trao cái chiếc cúp đó. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Còn bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với căn phòng cuối cùng trong chương trình, căn phòng thứ 5. Và trước hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Xin hẹn gặp lại quý vị. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Không còn chần chừ gì nữa, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta quay trở lại sân khấu với 4 vị khách mời trong chương trình hôm nay. Lê Lê Nguyễn, Thúy Diễm và nhạc sĩ Sĩ Luân. Bây giờ tôi phải hỏi các bạn một chút, ai thấy vừa lòng với phần thi của mình vui lòng giơ tay. Không ai vừa lòng. Điều đó có nghĩa là rất có thể chiếc cúp sẽ thuộc về tôi, bởi vì hôm nay tôi rất hài lòng với phần của tôi. Thực ra là chiến thắng dành cho những người có khả năng và đầy tự tin. Ai thấy vừa lòng 50% với phần thi của mình giơ tay. 50%, yeah. Phải tự tin thế chứ. Xin Luân, bạn sao? 10% ạ. 10%. Tôi hỏi đùa vậy thôi. Nhưng chắc chắn những khách mời của chúng ta đã rất cố gắng. Họ muốn giải thoát khỏi tình thế, họ muốn đem lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Và bây giờ là lúc chúng ta một lần nữa xem họ tỏa sáng ở căn phòng thứ 5. Hãy vỗ tay cổ vũ họ thật lớn. Xuống tới đây rồi còn nhảy nhót à. Ngươi đứng qua bên này. Ủa? Các người đã xuống tới đây rồi vẫn không bỏ thói nhảy nhót của mình. Hai cô là chị em ruột đúng không? Dạ. Cô nào là chị, cô nào là em? Dạ em là chị. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Hai cô ở trên trần gian làm nghề gì? Dạ dancer. Dancer. Còn cô? Dạ em là trợ lý của nhỏ em. Em à, dancer cũng có trợ lý à. Ta nói cho các cô biết, ngày hôm nay ta đi chọn vợ cho con trai của ta, là thần chết sẽ nối ngôi ta. Một trong hai cô sẽ là dâu của ta. Hai anh thoát rồi. Các cô biết tại sao mình chết trong trường hợp nào à? Ủa, chết chưa? Ồ, rất ngây thơ. Ồ, chết rồi à? Hai người. Dạ. Là một cặp tình nhân hẳn. Rủ rê bánh bèo vào vũ trường để nhảy nhót.
để cho nó chết theo các người. Vậy chứ gia đình hai người có đồng ý cho hai người yêu thương nhau không? Dạ, nói chung là nhà con cũng chưa đồng ý lắm. Nhưng mà muốn vậy con phải chịu thôi. Ở trên trần gian các người làm gì? Dạ, ở trên trần gian là con làm bán bún mắm đồ á. Xong rồi buổi tối rảnh đi club chơi. Bán bún mắm không lo bán, lời đâu có bao nhiêu đâu. Vậy mà cũng vô nhảy nhót ăn nhậu. Dạ, cuộc đời mà thần chết, con phải ăn chơi, có chơi, có sức chơi, có sức làm chứ đúng không ạ? Có sức chơi, có sức làm. Vậy chứ chết trẻ như vậy có tiếc hay không? Dạ không, mình đã chơi hết mình rồi, chết là vừa rồi ạ. Mình là dân chơi. Dạ. Nói đúng, chơi hết mình rồi, chết không có tiếc. Chúc mừng. Dạ. Tụi bay chết tụi bay đi. Dạ. Cái thứ này sống trên trần gian làm gì? Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu làm, không biết giữ gìn, không biết lo cho cha mẹ, không biết lo cho tương lai. Làm xong là chỉ biết ăn chơi, chết đi còn tốt hơn. Còn hai cô vào trong này để nhảy nhót chơi hay đi biểu diễn? Dạ biểu diễn, kiếm tiền nuôi ba mẹ. Biểu diễn kiếm tiền nuôi ba mẹ. Vậy chứ em cô đi nhảy một tháng được bao nhiêu tiền? Dạ tùy theo mỗi show, ví dụ như show ngày hôm nay thì cũng không có nhiều tiền lắm. Dạ, bữa nay xuống tới đây rồi đâu có nhảy nữa. Dạ, chết tuần lễ rồi mà. Cũng một tuần rồi. Trời ơi, cũng tuần đầu tiên rồi, mở cửa mã rồi tụi bay mới được xuống đây đó. Nhiều. Dạ 2 triệu một đêm. Ê, cho tao đi nhảy với. Tại sao không đi nhảy như mấy dancer mở màn ơn giời cậu đây rồi mà chui vô đây nhảy chi cho nó cháy rồi vũ trường rồi chết. Dạ không ai mướn. Vũ đoàn thiếu gì? Dạ chưa đủ đẹp, chưa, nhảy chưa đủ đẹp. Nhảy sao mướn đó nghe coi. Dạ. Con em nhảy con chị khen hay. Dạ tại vì chị em gia đình người thật là đoàn kết. Dạ tiền em lấy. Con cặp vợ chồng bư đơi này. Người bán bún mắm và người bán bún gì? Con bỏ mắm cho nó bán rồi. Ngày hôm nay các người xuống đây là thuộc quyền cai trị của ta. Ta muốn tách đôi cặp này ra. Không. Để lấy một người về làm dâu của ta. Hả? Con làm dâu của ngài hả? Sẽ lấy con trai ta là Xuân Bắc. Thì ra con trai của người bị bóng luôn hả? Nó bóng kịnh. Bóng hay là nó bóng mà nó giấu. À, vậy còn con sẽ lấy ai? Con lấy thần chết đi. Không, không, không. Đã già rồi quéo cò rồi lấy gì nữa. Còn hai cô này, nói hồi nãy giờ tôi nói giỡn chơi vậy thôi. Ta nói cho các người biết, cha mẹ đẻ ra, nuôi mình ăn học lớn lên, lo cho mình cái nghề cái nghiệp. Dù nghề nghiệp gì ta không cần biết, miễn sao mình kiếm tiền bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng đồng tiền ấy không có xài phung phí như vậy. Không có đêm nào cũng vô vũ trường bài nhảy lắc liếc. Có khi á, các người bị chết quang không chừng. Như hai cô này là chết quang nè. Đúng. Còn hai đứa này là chết đúng nè. Ngu. Dạ sao vậy? Có tiền bán bún mắm lời không bao nhiêu, hàm hố vô nhảy chi. Tại em xui á. Tại vì nó chưa trả tiền mắm cho con. Nó kêu vô đây nhảy trừ tiền mắm. Ủa yêu nhau là cũng tính toán vậy em? Phải tính chứ. Mày bán bún mắm mày có lời thì nó bán mắm luôn phải lấy tiền chứ. Đúng rồi. Tình yêu là tình yêu, tiền bạc là tiền bạc. Nó rõ ràng sòng phẳng, yêu nhau nó mới lâu. Vì một tô bún mắm mà giết nhau vậy đó. Thôi được rồi. Ai vậy? À có rồi hả? À, các người thoát rồi. Không ai cần làm dâu ta đâu. Có một người mới xuống rồi. Con Tự Long nó mới xuống. Thằng Xuân Bắc con ta quen con Tự Long 20 năm rồi. Vậy là được rồi. Nó sẽ lấy con Tự Long. Xuân Bắc ơi, Xuân Bắc. Tao cha buồn cười thế nhỉ. Tự Long là mối tình cũ của con. Hôm nay rõ ràng là kén vợ cho con mà. Kén vợ cho con thì tình cũ của con. Nhưng mà tụi con vẫn còn hòa thuận 20 năm nay. Thì không, bây giờ ta cho làm đám cưới thôi à. Con đã chia tay nhau rồi. Không có, ta thấy trên báo đàng hoàng là 20 quá. Năm sao cha nó không... đã hứa đàng hoàng là chả có bao nhiêu tiền nó cũng không bỏ mày. Mà tao có coi mạng đàng hoàng. Mày làm tao ngu lắm vậy. Vâng, cha thật là thông minh. Cha mới coi mạng và cha tin mạng. Cha phải tin con chứ cha lại cứ tin mấy cái bài báo trên mạng đó. Nhưng mà cái đó là con Tự Long nó tự nói mà.
Tự Long tự nói gì thì nó tự hiểu thôi. Con ấy là con muốn lấy vợ. Còn những tin đồn rằng là con bóng chìm, bóng nổi, bóng gì đấy là không đúng. Con muốn lấy vợ, bỏ phí. Nháy dám từ lấy đấy không? Dám. Còn con này là dữ dằn lắm đó. Đâu? Mày thấy chồng nó chưa? Dạ, thế nếu chồng rồi thì thôi em bước sang một bên hộ anh nhờ. Cảm ơn anh. Em. Thôi đừng em út gì. Dạ. Có người yêu rồi. Có người yêu rồi à? Chúc mừng em. Mày nói tiếng Anh giỏi không? Ôi tiếng Anh rồi ôi. Tiếng Anh thì không phải nghĩ. Nói dài tràng nghe chơi coi. Hello baby, how are you? Hello baby, how do you feel? Savannah, hãy khán mò khẩn thấy phản hò không phát nằm không đó phá khuyên ngọt phụ em nháy từ nãy rồi mà anh không chịu ấy anh phải cà cơm em nháy vào để xem cái việc là hai người này sẽ chọn ai chứ ép phải lấy chứ không ép được không ép được thì em gửi anh ép ai thì ép ta đâu có cần phải ép không cần thì thôi anh đi chọn mà em cầm. Và kính thưa quý vị, cái phần này là cái phần anh em chúng tôi họp mặt nhau để trao cái chiếc cúp này. Và ngày hôm nay có lẽ là tất cả quý vị cũng đồng ý với Linh. Trong bốn người thì có một người rất là xứng đáng để nhận được chiếc cúp này. Và chiếc cúp ngày hôm nay Linh muốn gửi tặng đến một người mà Linh hơi bất ngờ về họ. Đó là Jun. Thưa quý vị và tất cả các bạn, đêm nay Jun đã nhận được chiếc cúp hình chiếc cánh cửa của chương trình. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và cùng chúc mừng Jun. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Đừng bỏ lỡ cơ hội đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi vào hồi 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.